Các bạn thân mến, hôm nay tôi cùng các bạn thử khám phá ở Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức xem có điều gì thú vị nhé. Đây là một đoạn đường ở các Mark Allee cắt với đường Antheatstrasse. Hôm nay là ngày thứ Bảy tầm 4:30-5 giờ chiều. Trời đã hết nắng. Không khí rất là dễ chịu. Và là thứ Bảy cho nên lượng xe cộ tham gia giao thông cũng rất ít và thường ngày cũng ít. Các nhà cửa ở Cộng hòa Liên bang Đức, đặc biệt là Berlin, người ta không xây cao vút lên mà chỉ xây thấp thấp độ 10 tầng. Thỉnh thoảng có những ngôi nhà 18 tầng nhưng rất ít, bởi vì quỹ đất ở Berlin tương đối rộng và các nhà cách nhau một khoảng cách cũng tương đối xa. Vì người ta tuân theo một cái định luật chống động đất. Bởi vì khi động đất thì thường nhà lọ đổ vào nhà kia và sẽ gây ra chết do đổ nhà. Cho nên ở Đức người ta xây nhà rất là khoảng cách rất là thưa. Và màu xanh ở Đức được chú trọng. Bởi mùa đông ở bên này cây nó chút lá, chỉ còn trơ trọi một màu trắng. Khi mùa xuân đến thì cây và hoa đua nở, chỉ một đêm thôi là đã xanh ngát. Bây giờ đang đầu hè thì những cây ở hai bên đường chúng có một màu xanh tuyệt vời và rất nhiều hoa thơm. Cây hoa này chúng nở ra nếu ai không chịu được thì rất dễ bị dị ứng. Đó, các bạn thấy không? Rất nhiều cây xanh. Và xe cộ đi lại rất là từ tốn và trật tự. Mặc dù đường Các Mark Allee là một đường rất là rộng, 3-4 làn đường và có thể chạy tới tốc độ 60 km/h. Và đây là đường Kopenstrasse. Trước mặt, đây là một cái chỗ người ta chia ra từng ô để đỗ xe và chủ xe phải mua chỗ, giá tiền khoảng từ 100 đến 120 euro cho một năm. Ở mỗi một chỗ đỗ xe nó có cái khóa ở trước cửa, vậy thì mọi người khi ra dựng lên và khóa lại. Trước cửa khu chung cư là những vòm cây xanh rất là đẹp. Vì mùa xuân đến và đầu hè, cây xanh rất nhanh và bắt đầu đua nhau nở hoa. Đó, những màu hoa nhỏ li ti trắng vàng. Đến đây là một bụi cây màu trắng. Chúng đang nở hoa có mùi thơm rất là dễ chịu. Ở đây mùa đông tất cả các cây này đều chút lá và trơ trọi. Chỉ có các loại họ thông thì mới tồn tại cả mùa đông. Và đây là đường Các Mark Allee. Đấy, các bạn thấy không? Một màu xanh ngút ngàn. Một màu xanh. Ở phía trước mặt đây, các bạn nhìn kia là một khu vực để đổ rác cho khu nhà. Rác ở đây được phân loại và để trong một cái công tơ mộc kín. Khi người bỏ rác phải có chìa khóa mở ra và bỏ rác vào đó. Và người Đức bỏ rác theo phân loại, rác bình thường, giấy và những cái loại tái chế được. Và bên này là một rừng cây xanh, có thể nói là một rừng cây xanh. Đó, bầu trời rất là đẹp. Và video này tôi xin tạm dừng ở đây. Mong các bạn hãy chia sẻ video này cho mọi người thân cùng xem nhé.